Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì ở cái video này mình sẽ hướng dẫn mọi người là farm ASH Bull và farm token RED trên sàn RED Finance của mạng lưới Near Protocol nha các bạn. Thì mình có những người bạn khác có yêu cầu mình là hướng dẫn là cách farm ở trên cái sàn RED Finance này. Thì bây giờ mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn nhé. Thì mình nói sơ qua về cái sàn Red Finance này là cái gì. Thì nói sơ qua thì Red Finance thì là một cái sàn giao dịch AMM, đầu tiên là một cái dự án cốt lõi của trên hệ sinh thái Near nhé, của Near Protocol. Thì gọi đây là cũng là một cái sàn DEX AMM đầu tiên của Near Protocol. Thì nó sẽ cho các bạn là farm và swap những con token được xây dựng trên hệ sinh thái Near. Thì như hôm trước thì ở trên kênh Telegram của mình thì mình cũng có một cái thông báo, đó là sàn Red Finance này thì hiện tại nó đang có chưa nó có một đợt airdrop, nó có hai đợt airdrop nha các bạn. Nhưng mà đợt một á thì nó đã phân phối xong rồi, còn đợt hai thì nó chưa phân phối. Nhưng mà cái đợt hai này với cái điều kiện để để nhận được airdrop của nó thì không rõ nha các bạn. Điều kiện để cờ làm được unwrap con token red của cái sàn red finance này thì không ai biết được, chỉ có sàn mới biết thôi nhá. Thì đôi thì để có cơ hội nhận được cái token red nó cho trong tay cờ làm free thì các bạn có thể là tham gia những cái nền tảng DeFi trên đây, hoặc là các bạn có thể là sử dụng những cái tính năng ở trên cái sàn red finance này. Thì những cái tính năng trên sàn Red Finance ấy, thì nó bao gồm là swap này, mở pool áp thanh khoản này và farm token này này. Thì ở đây thì nó đã có một airdrop. Thì cái một airdrop này nó cho những cái địa chỉ ví Near mà đã đủ điều kiện ở cái vòng 1 thì claim con token Red thôi nhá. Thì điều kiện claim ở vòng 1 đó là nó sẽ cho những cái địa chỉ ví là swap 7 lần nha, có lịch sử là swap 7 lần trên cái sàn Red Finance này. Và ngoài ra đó là các bạn cần phải là add thanh khoản gần 3 lần nha. Thì mới claim được cái con token này. Thì hiện tại thì nó còn vẫn còn 2% nguồn cung nha. Nó còn 2% nguồn cung. Nó dành ra cho anh drop ở vòng 2 này. Thì 2% nguồn cung thì còn là 200 triệu, thì giá với cái giá Red Finance hiện tại đó là 4,474 đô. Thì với 2 triệu red thì khoảng là gần 9 triệu đô các bạn. Gần 9 triệu đô ấy. Bộn số rất là cao. Giá red hiện tại là 4,4 đô cho một token red nha các bạn. Ok, thế thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn farm nhé. Thì chúng ta cứ farm trên đây. Biết đâu sau này nó có cơ hội thì nó chỉ cho chúng ta là claim ăn rớt ở vòng 2 nhá. Điều kiện ở vòng 2 thì không ai biết được đâu nha các bạn. Ok, thì ngoài ra thì cái sàn Red Finance này nó sẽ cho các bạn là chuyển 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 đổi những cái con token ở bên mạng lưới Ethereum sang mạng lưới Near Protocol thông qua cái Rainbow này. Có nghĩa là cross chain này các bạn, chúng ta là Bri, chúng ta chuyển từ mạng lưới Ethereum sang con asset này. Nhưng mà cái phí chuyển đổi rất là cao nha các bạn. Cái phí Ethereum thì các bạn cũng đã biết rồi nhé, cái phí rất là cao, cho nên bạn nào mà muốn sử dụng cái Rainbow này thì có thể là sử dụng. Ok, thì về việc farm thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn farm nhé. Thì để farm con token trên sàn Red Finance này thì các bạn cần phải có NFT nhé. Các bạn cần phải có một cái ví Near Mainnet. Nhiều bạn thì không biết cái về việc cái Mainnet, ví Near Mainnet với lại cái là ví Near Testnet. Thì những cái ví nào mà Testnet thì nó sẽ để chữ test ở trước nha các bạn. Nó sẽ để chữ test ở trước nha. Testnet ở trước này, đấy. Nha. Còn nào Mainnet thì nó sẽ để là Mainnet thôi. Ok, thì trên ví Near của các bạn phải cần phải có ví Near nha. Sau đó thì các bạn cần vào Red Finance. Thì trong cái Red Finance này thì các bạn login vào thôi nhé. Các bạn login vào, các bạn nhập phía góc trên bên tay phải của các bạn, các bạn ấn nút connect to Near. Ok, sau đó thì nó connect với cái ví của các bạn ấn nút allow cho phép.
Ok thì sau khi các bạn connect xong thì các bạn muốn farm. Các bạn muốn farm thì các bạn có thể là qua một farm này. Các bạn xem những cái cặp farm nào mà tương đối các bạn muốn farm cặp nào thì các bạn xem ở bên đây. Tỷ lệ lợi nhuận là ABI nhé. Có nghĩa là ABR có nghĩa là tổng lợi nhuận trên một năm ấy nhé. Thì đối với cái cặp đó là cặp Red với lại là Near, đó là tổng lợi nhuận của nó là 52% trên một năm. Và cặp OCT là Autobus đó các bạn, với Near đó là tổng lợi nhuận của nó là lên đến là 41,9%. Thì các bạn có thể là xem những cái cặp ở trên đây nhé. Thì sau khi các bạn đã chọn ra một cặp nhất định rồi, và ở đây mình xin nói rõ luôn là đối với những cái cặp như thế này nè, OCT này, Skywa này, và là đồng với lại các đồng Red này, mà khi mà các bạn tham gia vào DeFi farm ấy thì nó khá là rủi ro nhé. Các bạn có thể là lỗ nha các bạn. Lỗ là vì sao? Thì khi các bạn mua cái con token OCT ở đây với lại là con token Red ở đây, các bạn mở bull rồi các bạn farm, mà nếu mà hai con token này nó tăng giá theo thời gian thì không sao nhé. Còn nếu mà nó giảm giá, thị trường mà giảm giá, mà hai con này giảm giá, một trong hai con này giảm giá thì các bạn sẽ lỗ nhé, các bạn sẽ lỗ kép nhé. Thì vì sao lỗ? Thì nếu mà các bạn sau khi các bạn mở cặp thanh khoản là giữa là 50 đô ni với lại là 50 đô OCT, mà con OCT đó mà lúc mà nó giảm giá xuống còn 40 đô đi, thì cái con 50 đi cái con ni này đối với là 50 đô ni này nó sẽ chia cho cái con này lại, có nghĩa là nó tạo cân bằng cho nhau các bạn, nó tạo cân bằng cho nhau á, nó lấy một số ni này đây, nó đắp qua cái con OCT này cho cái bu thanh khoản của các bạn nó bằng nhau ấy nhá. Nếu mà thị trường tăng thì không sao, còn thị trường mà giảm, mà một trong hai con này giảm thì các bạn sẽ bị lỗ kép nhá. Thì ở đây thì nó sẽ nó đã thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là mở một cái bull. Thì trong cái bull này các bạn sẽ không lãi, các bạn sẽ không bị lỗ kép nhé. Đó là cái bull là STNI và cái đồng NIR. Thì cái đồng STNI này và cái đồng WNIR này thì cái giá trị nó như nhau nha các bạn. Giá trị NIR nó cũng tương tự như giá trị NIR thôi, nó không xấp xỉ là bao nhiêu. Thì cái đồng STNI này, cái đồng STNI này là một cái đồng của cái được minh ra bởi cái dự án Metabool. Thì cái dự án Metabool đó là một cái dự án cho chúng ta stake nhé. Chúng ta sẽ stake NIR trên đây, chúng ta sẽ stake NIR trên đây để chúng ta nhận nhận lãi kép á các bạn, nhận lãi kép kèm theo đó thì nó cho chúng ta là cái đồng Meta nhé. Ok thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là farm cái đồng hiện tại mình cũng đang farm cái cặp NIR này với lại con STNI nhé. Các bạn lưu ý nhé, STNI với lại là WNIR thì cái giá trị nó như nhau thôi, thì khi thị trường nó tăng hoặc là giảm thì các bạn sẽ không bị lỗ kép nhé. Thì tổng lợi nhuận của nó trong một năm đó là 30,8% thôi nhé. Và hiện tại là total staker là hơn 7 triệu đô rồi, cái bull này hơn 7 triệu đô nha các bạn, số rất là cao. Thì trong tất cả các cái bull farm ở trên đây thì chúng ta đều kiếm red hết nhé. Các bạn farm các cặp ở trên đây các bạn đều nhận lại được red nhé. Các bạn nhận lại red chứ không phải là nhận lại các con token mà các bạn đã farm nha các bạn. Các bạn lưu ý nhé, các bạn nhận lại cái đồng red đây nè, red của cái token gốc của cái sàn red Finance này này, ERED này nhá, ERED này. Thì tất cả những cái bull trên đây chúng ta đều ăn lãi, đều là nó quay ra là con token red hết nha các bạn lưu ý. Ok thì việc đầu tiên thì để farm thì các bạn phải deposit nhá, các bạn deposit từ cái near trên quý near của các bạn sang sàn red finance. Thì để deposit thì các bạn nhấn vào deposit. Ok sau đó thì các bạn ở phần này thì các bạn chọn là near giúp mình. Sau đó thì các bạn cái quý NIR của các bạn đang có bao nhiêu thì nó sẽ hiện ở trên đây cho các bạn nha. Ok thì mình sẽ deposit khoảng là 0 chấm. Các bạn nhớ ghi dấu phẩy chứ không phải là dấu chấm nha các bạn. Nếu mà các bạn có số thập phân thì các bạn ghi dấu phẩy nhé. Mình sẽ deposit là 0.5. Ok mình sẽ deposit vào. Mình bắn deposit 0.5 NIR từ quý NIR của mình vào sàn Red Finance. Ok chúng ta cho phép deposit. Chúng ta deposit thì nó sẽ không có mất phí đâu nha các bạn. Thì phí đi nó rất là rẻ thôi. Thì khi mà các bạn tham gia, mình nhắc lại thì khi các bạn tham gia vào những cái tính năng ở trên sàn Red Finance này thì sau này các bạn sẽ có cơ hội được claim token Red nhé cho cái vòng 2.
Ok, thì sau khi các bạn đi bộ xích Ni vào rồi thì con Ni của các bạn này sẽ nó sẽ quay ra nhá. Các bạn đi bộ xích cái con Ni này. Wow, thì sau khi đi bộ xích xong thì nó sẽ quay ra con token W Ni cho các bạn. Thì con token W Ni này cái giá trị nó cũng tương đương với lại con Ni thôi nhá. Các bạn lưu ý. Thì nó minh ra con token là có chữ W trước thì nó cho chúng ta để đi farm những cái buôn thanh khoản khác trên cái sàn khác thôi nhá. Ok, thì sau khi các bạn đi bộ xích xong thì nó sẽ hiện ở phần này cho các bạn. Tiếp theo đó thì các bạn qua một swap với mình. Thì ở đây mình sẽ bên một phần farm thì mình sẽ chọn cái pool. Mình sẽ chọn cái pool đó là ST Ni trên W Ni nhé. Các bạn chọn pool, các bạn muốn swap, các bạn muốn mở cái pool nào thì các bạn chọn cái pool đó. Thì trong cái pool đó nó cần cái gì? Thì mình sẽ chọn là cái pool là ST Ni trên W Ni. Tại vì cái pool này khi mà chúng ta start, khi mà chúng ta farm á, thì khi mà thị trường nó xuống á, thì chúng ta không bị lỗ kép nhé. Ok, mình sẽ chọn là cái cặp là ST Ni trên W Ni. Thì các bạn muốn farm cái cặp bull ST Ni này và W Ni này thì các bạn cần phải con có token là ST Ni và W Ni nhé. Ok, thì các bạn nào mà chưa có ST Ni thì các bạn qua một swap. Ok, thì ở phần ở trên này thì các bạn chọn cho mình là W Ni, tại vì mình vừa deposit vào là 0.5, mình sẽ chọn W Ni. Còn ở dưới thì mình sẽ chọn là ST Ni. Thì con ST Ni này các bạn kéo xuống lúc bên dưới á nhé, các bạn kéo xuống lúc bên dưới nó sẽ có cái là ST Ni, các bạn nhấn vào thì giá trị nó như nhau thôi các bạn. Ok, thì ở đây mình muốn farm thì mình sẽ chia ra mình mua lại con cái đồng ST Ni. Thì để mở pool thanh khoản thì giá trị nó phải tương đương nhau nha các bạn, giữa cái con Ni này 1 đô thì con ST Ni con này cũng phải là 1 đô nhé, giá trị như nhau nhé. Ok, thì hiện tại thì mình đang có 0.5 thì mình sẽ mua lại là 0,25, 0,25. Ok, thì cái hai giá trị này cái giá đô của nó sắp xỉ nhau thôi các bạn, khoảng 0,1 0,1 thì thôi nha, nó tương đồng nhau thôi. Ok, sau đó thì các bạn ở một swap, mình sẽ swap 0,25 nia sang con ST nia này, như vậy là mình sẽ còn lại là để lại là 0,25 để chúng ta là át thanh khoản. Át thanh khoản là 50-50 nhé, cái giá trị giữa hai con token nó phải như nhau nha các bạn. Ok, sau đó thì các bạn ở một swap, mình sẽ swap sang từ Near sang con ST Near này. Cái phí của nó là 0,00001 Nito, rất là rẻ thôi. Các bạn nút cho phép. Chúng ta trả phí rồi, các bạn đợi một lúc đó. Ok, mình đã swap xong. Ok, thì sau khi các bạn swap xong thì các bạn sẽ có ST Near trên đây. Ok. Tiếp theo đó thì chúng ta sau khi các bạn mua xong rồi thì các bạn qua phần bull giúp mình nha, các bạn qua một phần bull. Sau đó các bạn ấn vào một view bull nha, view bull. Thì ở trong phần bull này nó có những cái cặp, đó là mình chọn cái cặp là ST Ni nhá, ST Ni trên Ni thì các bạn chọn là ST Ni này, trên Ni này, ST Ni Ni này nhá. Thì mình các bạn muốn farm được cặp nào thì các bạn chọn là cặp đó nhá. Thì mình vừa mua con ST Ni nhá. Thì bây giờ mình sẽ farm cặp là Ni trên ST Ni. Mình sẽ chọn cái cặp đây nhé, cặp farm này. Ok, các bạn nhấn vào, sau đó thì sẽ nhảy ra như thế này, các bạn ấn nút add liquid. Ok, thì ở phần này thì chúng ta là các bạn đang có bao nhiêu ST Ni thì các bạn ấn vào map nhé. Thì giá trị hai này nó như nhau nha các bạn, các bạn để cái giá trị nó như nhau nhé. Ok, sau đó thì các bạn ấn nút add liquid, chúng ta add bull thanh khoản giữa cái con token là ST Ni với lại là con W Ni này, các bạn ấn nút add liquid. Ok, chúng ta cần trả một lượng phí. Các bạn trên ví Ni Mainnet của các bạn cần phải giữ lại một lượng nhỏ Ni để chúng ta làm phí nhé, trả giao dịch nhé, nhưng phí nó rất là rẻ thôi nha. Ok, các bạn ấn nút cho phép, chúng ta trả phí, chúng ta add bull thanh khoản. Ok, mình đã add bull thanh khoản thành công. Thì sau khi các bạn ấn nút add bull thanh khoản thành công rồi, sau khi các bạn add thành công thì các bạn chọn qua một cái phần farm với mình nhá, các bạn chọn qua một phần farm, các bạn nhấn vào phần farm. Thì trong phần farm này các bạn kéo xuống bên dưới cái cặp mà các bạn vừa mở, cái cặp bull các bạn vừa mở, thì mình vừa mở cái cặp bull đó là W Near, ST Near trên W Near. Thì ở phần này nó sẽ có cái chữ là start nhá, nó sẽ có chữ start như là cái bull trên này nè nhá. Thì các bạn ấn nút start thì sau đó nó sẽ hiện ra cái pool của các bạn mà các bạn vừa add, của mình vừa add pool khoảng là 0,2 ấy, 0,25
0.24. Thì bây giờ mình sẽ chọn, các bạn nhấn vào Max nha, sau đó các bạn ấn vào nút Start. Ok, các bạn ấn nút cho phép, Allow cho phép chúng ta trả một lượng phí nhỏ nữa. Ok, như vậy là mình đã start thành công cái buôn ST Ni với lại là Ni nhé. Bắt rồi. Đây nhá, mình vừa start xong. Ok, thì sau khi các bạn start xong thì nó sẽ hiện ra cái chữ claim như thế này. Để mình lót lại một cái nhé. Ok, thì sau khi các bạn start xong thì qua ngày mai khoảng là khi nào mà nó có lời á, ở phần earn claim reward này, có nghĩa là cái lãi của các bạn nhận được con token red á, thì nó sẽ hiện ra chữ claim ở đây. Tại vì mình vừa add thanh khoản, tại vì mình đã vừa add thanh khoản á, cho nên là cái số lãi của mình ấy trước đó nó sẽ cộng cái reward trên đây mà mình chưa rút này nhá. Thì các bạn đợi khi nào mà nó nhảy tiền lãi của các bạn ở phần này thì nó sẽ hiện ra cái chữ claim như là cái ở bên đây thôi nhá. Các bạn cứ quất đó thôi, khi nào mà nhiều á thì các bạn có thể là claim nhé, còn ít quá thì các bạn cứ để đó cho nó chạy thôi. Lãi suất là 30,8% trong một năm này nhé. Total sẽ taker là 7 7 triệu, cái bull này là đang là có 7 triệu đô rồi nhé. Ok, thì lấy lại nhé, thì mình xin nhắc lại đó là cái bull STNI này, cái bull STNI với lại WNI này, thì khi mà thị trường nó xuống, giá token đã xuống thì các bạn sẽ không bị lỗ kép nhé, các bạn sẽ không bị lỗ kép. Còn đối với những cái bull khác á, cái bull là HAPI hoặc là BARAT hoặc là ETH nhá, hoặc là các con OCT này hoặc là SKYWA này, khi mà các bạn mở tham gia vào các bull này ấy, thì khi mà thị trường nó xuống á, mà con OCT này nó xuống giá ấy, thì cái đồng WNI của các bạn này nó sẽ chia lại cho cái nó sẽ chia lại cho cái con OCT này để nó cân bằng cái bull đó nhé. Thì ví dụ các bạn đang có 2 đô OCT đây, các bạn mở bull là 2 đô OCT và 2 đô WNI đi, mà khi mà con OCT này nó xuống 1 đô ấy, thì con NI này nó phải chia lại là 0,5 đô cho con OCT này để nó cân bằng cái bull nhé. Tại vì thế là khi mà các bạn farm vào những cái này thì những cái cặp này khi mà thị trường nó xuống thì các bạn sẽ bị lỗ kép, các bạn lưu ý nhé. Để cho mình này hiện status rồi này, mình có lãi rồi này, nó chạy lãi cho nên nó hiện ra claim rồi này. Còn đối với cái con token STNI và lại WNI này, tại vì cái giá của nó là tương đương nhau thôi nhé, cái giá nó cũng như nhau với lại là con NI thôi, cho nên là khi mà NI lên hoặc là NI xuống thì nó vẫn như vậy, cho nên là chúng ta là chỉ có lời, chúng ta lời lời là lời giá khi mà nó tăng này nhé, với lại là lời được chúng ta farm được con token red này nhé. Ok ok về như vậy là các bạn lưu ý về cái mục swap này, thì các bạn có thể là chỉ swap được là giữa các cặp ni thôi nhé, giữa các cặp ni thôi. Còn đối với cái cặp mục in này thì nó cái mục in này nó chưa có bull thanh khoản các bạn ạ, nó chưa có thanh khoản cho nên là chúng ta không thể ấy được nhé. Hiện tại thì những cái dự án được upchain trên ni này đó là Skyway này nhé, Skyway này với lại là OCT nhé, với lại là Red Finance, với lại HAPI, với lại Baros nhé, và STNI Ok, thì ở đây thì mình hướng dẫn các bạn là mở bull, các bạn start farm rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là earn start và rút bull về nhé. Thì để rút bull, để earn start thì các bạn kéo xuống cái phần bull đó, các bạn nhấn vào nút earn start nhé, các bạn nút earn start, sau đó các bạn nút mask nha, các bạn nút mask. Sau khi các bạn nút mask xong thì các bạn ấn nút earn start. Thì sau khi các bạn earn start xong thì các bạn kéo lên trên, các bạn qua một chỗ bull này này, các bạn ấn ấn vào một view bull lại giúp mình nhé. Thì trong một view bull này các bạn nhấn vào cái cặp bull mà các bạn vừa earn start, các bạn nhấn vào. Ok, sau đó thì các bạn ấn nút remove with nhé. Thì sau khi các bạn ấn vào nút remove with thì các bạn ấn vào nút mask nhé, nút mask. Thì sau khi các bạn ấy xong,
bạn remo xong thì cái con token là ST new và lại con W new mà lúc đầu các bạn đã add bull thì nó sẽ trả lại đầy đủ cho các bạn nhé. Ok thì về deposit mình cũng đã hướng dẫn rồi, về swap mình cũng đã hướng dẫn rồi, về mở bull farm và đối với những cái đây này, cái brine này, có nghĩa là cái brine của Rainbow á, có nghĩa là các bạn có thể là đưa cái đồng mà những cái đồng mà bên mạng lưới Ethereum qua mạng lưới Ni này ấy, các bạn có thể vào đây nhé, các bạn có thể là connect với lại cái ví Ni của các bạn, với lại là các bạn connect với lại cái đây của các bạn chuyển đổi thôi nhé, biết đâu sau này nó cho các bạn unrock, nhưng mà phí Ethereum rất là cao nhé. Thì các bạn muốn chuyển đổi từ những cái con token như chẳng hạn như là USDC đi hoặc là USDT bên mạng lưới Ethereum sang mạng lưới NEAR thì các bạn chọn ngược lại nhé, các bạn để Ethereum ở trên, các bạn để NEAR ở dưới. Ok, còn các bạn mà muốn chuyển NEAR hoặc là USDT hoặc là OCT từ mạng lưới NEAR sang mạng lưới Ethereum thì các bạn để NEAR ở trên nhé, sau đó các bạn connect thôi, ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Ok, tiếp theo đó thì các bạn connect với lại cái Ethereum của các bạn, cái quỹ MetaMask của các bạn nhé. Đợi mình tí mình chuyển chain đó, mình chuyển mạng lưới đó. Ok. Ok thì sau khi new transfer này thì sau khi các bạn đây, mình sẽ bây giờ mình các bạn muốn chuyển từ mạng lưới Ni sang mạng lưới Ethereum thì các bạn để ở trên nhé. Còn các bạn muốn chuyển đổi Ethereum sang mạng lưới Ni thì các bạn chọn ngược lại như thế này nhé, sau đó các bạn tạo bull thôi. Thì ở đây mình sẽ ví dụ các bạn là tạo cái bull này đây, từ mình sẽ chuyển Ni từ mạng lưới Ni sang mạng lưới ETH thì các bạn ấn vào continue. Ok thì ở phần select token này này thì trên ví Ni của các bạn đang có cái gì thì nó sẽ hiện trên đây nhé, nó sẽ cho các bạn là chuyển Ni này hoặc là Ni NETH này này nhé. Ở đây mình sẽ ví dụ đây. Đấy, các bạn chọn Ni, sau đó các bạn điền lại số lượng các bạn muốn chuyển thôi nha. Sau đó thì các bạn ấn nút submit transfer. Thì sau khi các bạn ấn một nút submit transfer xong thì nó sẽ hiện ra cái bull như thế này nhá, và các bạn sẽ đợi cho nó confirm near rồi sau 16 giờ nhá, nó sẽ transfer cho các bạn trong 16 giờ. Thì sau 16 giờ thì các bạn quay trở lại đây. Các bạn quay trở lại đây thì nó sẽ có cái mục là deposit nhá, có nghĩa là nó yêu cầu chúng ta là trả phí ETH để nó chuyển cái con token near này cho chúng ta ấy. Thì các bạn ấn nút deposit, sau đó các bạn trả một lượng phí phí rất là cao nha các bạn. Mình thấy là hơn 60 đô ấy trong một lần chuyển nhé. 60 đô đến 60 đô đến 150 đô tùy theo giá gas nhé. Cái phí gas đó rất là cao. Cho nên bạn nào mà có ETH thì cứ làm thôi. Chứ cái này là mình làm thử rồi các bạn. Cho nên là mình trả phí gas nó có 2 đô cho nên nó rất là rẻ, cho nên là nó treo cái lệnh của mình ở trên đây luôn rồi. Mình không thể xóa cái lời này nữa. Ok thì đối với bạn nào muốn chuyển sang từ ETH sang NEAR thì các bạn chuyển lại thôi, để ETH ở trên connect với continue. Ok thì đang trên quỹ ETH của các bạn đang có USDT hoặc là Uni hoặc là NEAR hoặc là cái gì đấy, đồng nào đấy thì các bạn chọn. Ở đây mình sẽ chọn NEAR Uni đi. Ok, mình hiện tại là mình đang có một Uni thì mình sẽ điền lại một này. Ok, sau đó các bạn ấn nút Approve Transfer thôi, rồi các bạn trả phí nhé. Cái này cũng đơn giản thôi. Ok, mình disconnect nhé. Lock out rồi hết đi. Ok. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn thành công và bước tiếp theo vì phần này là phần farm nhé. Còn để start thì các bạn có thể là start trực tiếp ở trên ví Ni của các bạn nhé. Trên ví Ni của các bạn nó sẽ có một là start king. Thì trong một stake king này các bạn nào muốn nó lợi nhuận của nó là lên đến là 10% trên một năm nhé. Thì để start thì các bạn chỉ cần vào ví Ni của các bạn và các bạn ấn nút start token, sau đó các bạn chọn một cái pool đây, 10% phí. 10% phí đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi cái lợi nhuận của các bạn mà start được ấy thì các bạn sẽ chia 10% lợi nhuận của các bạn cho cái validator này nhá, có nghĩa là cho cái pool này, cho cái người cái validator mà mở cái pool này đấy nhá, chúng ta là trả 10% phí cho họ nhá. 10% đó là cái chúng ta đã farm được các bạn. Thì ví dụ mình hiện tại mình farm được 0,1 đi đây, thì khi mà mình muốn earn stake đấy
thì mình sẽ trả 10% cái số lượng này cho cái wallet editor mà chúng ta đã setup, các bạn lưu ý nhé. Thì 10% cũng rất là rẻ thôi nhé. Thì các bạn nên chọn những cái pool khoảng 10% với lại là những cái pool mà người ta tham gia nhiều ấy nhé. Ok, thì đối với một cái sàn, một cái dự án startup nữa, đó là cái dự án Metapool. Thì Metapool cũng vừa ra thôi nhá. Thì trên Metapool này các bạn có thể là connect với ví Ni này, các bạn chọn Ni Wallet này. Các bạn connect cái ví Ni của các bạn này. Thì startup trên Metapool này nó có cái lợi nữa, đó là chúng ta nó sẽ cho chúng ta thêm một cái đồng, đó là đồng Meta của cái dự án Metapool này. Thì hiện tại cái đồng Meta này chưa có giao dịch được nha các bạn. Cái đồng Meta này chưa có giao dịch về, thì hiện chưa có list được cái sàn nào nhé. Thì trên cái dự án Metapool này thì các bạn lợi nhuận phần trăm trên một năm thì các bạn cũng chỉ được 10% thôi nhé. Các bạn muốn start NEAR trên đây thì trên ví của các bạn đang có bao nhiêu NEAR thì các bạn điền vào đây, sau đó các bạn ấn vào nút start thôi nhé. Các bạn ấn vào nút start, thì sau khi các bạn ấn vào nút start xong thì cái pool NEAR của các bạn nó sẽ hiện ở dưới đây nhé. Nó sẽ hiện ở dưới phần này cho các bạn. Hiện tại là 10, mình đang start là 10 này. Các bạn lưu ý là các bạn trả là khoản phí là hình như là bao nhiêu phần trăm các bạn. Mình start 10 đồng mà mình chỉ nhận được, mình chỉ nó add pool vào đây khoảng là 9,87 đi thôi. Thì sau khi các bạn dép đi vào đây, các bạn start thì nó sẽ quy ra cho các bạn cái đồng đó là ST nha. Các bạn lưu ý nhé. Thì cái đồng ST là cái đồng mà chúng ta hồi nãy chúng ta farm ở trên cái sàn DeFi này các bạn. Đây này, cái đồng ST này nhá. Thì cái đồng ST này là được minh ra bởi cái đồng Metapool, bởi cái dự án Metapool này. Thì ngoài ra thì các bạn có thể là vào phần Hardware này nè nhá. Các bạn ấn rồi sau khi các bạn start xong, các bạn qua phần mục Hardware. Các bạn sẽ thấy cái lợi nhuận của các bạn ở bên đây nhá. Đây này, total các bạn đang start là bao nhiêu nó hiện trên đây. Và phần thưởng lợi nhuận của các bạn nó hiện ở đây. Và cái đồng Meta của các bạn nhận được ở đây nhá. Ngoài nhận lợi nhuận NEAR ra thì các bạn sẽ nhận được thêm là cái con token Meta của cái dự án Metapool này nhá. Ok, các bạn muốn hao west, các bạn muốn kiếm lợi nhuận, các bạn muốn claim thì các bạn ấn nút claim con token Meta này về quý NEAR của các bạn thôi. Còn các bạn muốn earn stat, bạn muốn earn stat thì các bạn ấn nút earn stat đây này nhá. Sau đó các bạn ấn vào nút mark đấy, các bạn ấn vào nút mark rồi các bạn ấn nút play with earn stat nhá. Khi mà các bạn earn start thì cái phí của các bạn phải trả đó là 0,3% nhá. Thì mình sẽ nhận lại được khoảng là 9,98 ni thôi nhá. Ok. Thì mình sẽ để mình dẫn lại cái link Metapool ở dưới phần mô tả cho bạn nào mà đang có ni mà muốn start thì các bạn có thể là start. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là farm token RED trên từ dự án RED Finance. Và ngoài ra thì khi mà các bạn tham gia vào những cái dự án này farm hoặc là swap ở trên sàn RED Finance, hoặc là tham gia vào những cái Metapool này, cái dự án Metapool trên mạng lưới NEAR này, thì sau này các bạn sẽ có cơ hội nhé. Chỉ có mình chỉ nói là chỉ sẽ có cơ hội thôi, sẽ có cơ hội các bạn sẽ được claim con token RED Finance, con token red của sàn Red Finance này. Thì về một anh drop này này, ở vòng 1 mình không có nhận được. Vòng 1 một quý ăn khoảng là, nếu mà tính ra là những cái người mà có cả là đủ hai điều kiện, đó là swap với lại đủ 7 lần swap bên một swap và mở 3 lần bull. Mở 3 lần bull. Có nghĩa là mở cho là các bạn farm 3 bull trở lên đấy nhá. Có nghĩa là ở cái vòng 1 là các bạn phải 3 pool trở lên, thì mỗi quý đó thì nhận khoảng là 200 mấy nghìn đô các bạn. Số rất là cao, khủng lắm. Ok, thì các bạn nào muốn ăn ăn drop thì các bạn có thể là chia ra nhé. Các bạn chia ra mấy cái pool này này, các bạn start khoảng, các bạn mở pool lại, các bạn mở pool khoảng là 0,1 0,5 đô thôi, hoặc là 1 đô thôi nhé. Các bạn tham gia vào mấy cái pool này hết nhé, sau này nó sẽ có cơ hội lại cho chúng ta claim ở round 2 con token red nha các bạn. Thì thì những cái pool này đơn giản thôi, OCTNI thì các bạn vào phần swap này này, các bạn dùng con WNI này, các bạn mua lại cái con OCT thôi. Đây này, con OCT, con Autobus này này nhé. Thì các bạn mua lại khoảng là không phẩy mấy thôi, 0,1 ni gì đấy,
nhá, hoặc là không phải máy nì đấy, các bạn mua lại con Autobus. Sau khi mua xong thì các bạn vào phần bool này này, các bạn nhọn vào phần view bool. Sau đó các bạn chọn cái bool đó là OCT, các bạn kéo xuống bên dưới này này, OCT trên ni này, các bạn nhấn vào. Rồi các bạn ấn nút Add Liquid. Rồi các bạn ấn vào nút Mask OCT thôi. Nếu các bạn mở bool giữa cái cặp OCT và lại cặp W ni này, các bạn ấn vào nút A giờ giờ Liquid. Thì sau khi các bạn ấn vào nút A giờ giờ Liquid xong thì các bạn ra quay ra một phần farm lại nhá. Các bạn chọn vào một Start của cái cặp là OCD trên này, các bạn có start, sau đó các bạn có mát, rồi các bạn có mát thôi, start thôi, đơn giản mà. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là farm token ở trên sàn Red Finance đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.